Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Huân, thành phố Nha Trang. Theo đó, lúc 23 giờ 10 ngày 30 tháng 3, sau khi nhận được tin báo nhiều học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị, Sở Y tế Khánh Hòa đã chỉ đạo phòng y tế, Trung tâm y tế thành phố Nha Trang vào cuộc điều tra nguyên nhân. Vụ ngộ độc khiến 12 học sinh nhập viện, các ca bệnh đều có triệu chứng đau bụng, đi cầu phân lỏng, sốt, buồn nôn, nôn và được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, viêm dạ dày, ruột cấp, nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các ca bị ngộ độc cho biết đã ăn thức ăn đường phố trước trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi vào sáng chiều các ngày 28 và 29 tháng 3. Sáng ngày 31 tháng 3, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang làm việc tại 3 cơ sở có bán thức ăn cho các học sinh. Qua kiểm tra, 3 cơ sở đều không có giấy tờ liên quan đến kinh doanh thức ăn đường phố như hồ sơ khám sức khỏe, giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, 3 cơ sở cũng không còn mẫu thức ăn đã chế biến và mẫu nguyên liệu thực phẩm do các chủ cơ sở khai chỉ lấy đủ thực phẩm và bán hết trong ngày. Cũng theo kết luận, qua làm việc với 12 học sinh bị ngộ độc, các em đều khai chỉ mua thức ăn của bà DTHO vào các bữa sáng, chiều, ngày 28 và 29 tháng 3, không mua của ai khác. Từ đó, đoàn điều tra xác định cơ sở gây ngộ độc thực phẩm là cơ sở bà O với các món ăn mì xào gà, mì ý gà, nuôi gà, cơm gà. Tuy nhiên, tại thời điểm điều tra, tại cơ sở của bà O không còn mẫu thức ăn đã chế biến và mẫu nguyên liệu thực phẩm, nên cơ quan chức năng không lấy được mẫu thức ăn để xét nghiệm. Do đó không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân. Tác nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm là nghi vi sinh vật. Kết luận của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa nêu. Khánh Hòa kiểm tra tất cả cơ sở thực phẩm liên quan đến gà. Tại Nha Trang Khánh Hòa, sự việc hàng chục em học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra khiến dư luận không khỏi xôn xao. Điều đáng nói, đây không phải vụ ngộ độc nghiêm trọng đầu tiên trên địa bàn thành phố. Do vậy, trước hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp đột xuất về vấn đề này. Theo đó, tại cuộc họp, ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa thông tin, các em học sinh của hai trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo bị ngộ độc, sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp diễn tiến nặng. Sau sự việc, Trung tâm Y tế Nha Trang đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, nước uống của các hộ xung quanh địa điểm trường học cho là liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc cho 37 học sinh của hai trường trên. Cũng theo ông Khoa, hiện nguyên nhân tử vong của bệnh nhi lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường vẫn đang được cơ quan liên quan điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định một số kho đông lạnh trên địa bàn thành phố Nha Trang có chứa thịt gà chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là nguồn cung cấp thịt gà không đảm bảo, giá rẻ ra thị trường. Thượng tá Thảo nói, đối chiếu với hóa đơn chứng từ sổ sách hoặc trích xuất sổ kế toán thì thấy các thực phẩm đông lạnh này giá rất rẻ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Những thức ăn này được bán tại các vỉa hè, quán bia hơi, giá rẻ, khiến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao. Sau khi nghe các sở ngành báo cáo, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành để thanh kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh liên quan đến thực phẩm trên địa bàn. Ông Thiệu nói, đây là tháng cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng tôi yêu cầu phải làm cả năm, chỉ chọn một tháng nào đó làm gắt gao hơn, còn lại phải làm liên tục từ tỉnh đến huyện, xã. Nha Trang, Khánh Hòa xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Việc liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, du khách và môi trường du lịch. Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các cơ quan đơn vị theo chức năng triển khai, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, đặc biệt việc lưu mẫu thức ăn và kiểm thực 3 bước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, thịt gà là một trong những nguyên nhân chủ đạo gây ngộ độc thực phẩm trong những vụ việc xảy ra vừa qua.
ông Thiệu nói, vụ ngộ độc tại trường iSchool năm 2022 cũng do thịt gà, vụ tại trường Nguyễn Văn Trỗi tuần trước cũng do cơm gà, còn vụ hôm qua tại trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, dù do ăn nhiều món khác nhau nhưng cũng có cơm gà. Từ đó, ông Thiệu yêu cầu kiểm tra loại thực phẩm này tập trung vào các cơ sở giết mổ chế biến đến kinh doanh sản phẩm, thực phẩm từ gà. Cơm không vấn đề gì, nhưng thịt gà quan trọng, các món sốt bơ, đồ chua ăn kèm. Vì vậy, đợt thanh kiểm tra này, các đoàn phải lưu ý kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh giết mổ chế biến thực phẩm. Đặc biệt, ưu tiên kiểm tra các lò giết mổ gà, rồi gà từ đâu, nguồn gốc ra sao, cho rõ. Nhất là các nơi buôn bán. Mấy quán bán vỉa hè không bắt buộc lưu mẫu nhưng cũng phải kiểm tra chặt. Còn cơ sở lớn mà không chấp hành lưu mẫu theo 3 bước như quy định thì xử lý thật nghiêm, ông Thiệu yêu cầu. Cấp tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, còn cấp huyện bắt đầu từ ngày 9 tháng 4. Tất cả các sở ngành địa phương phải chấp hành kế hoạch này, làm nghiêm ngặt đợt kiểm tra. Nơi nào sai, chưa đúng ở đâu, xử lý triệt để đến đó, ngăn chặn nguồn nghi ngộ độc, tiến tới xử lý dứt điểm vấn nạn thức ăn không đảm bảo, tránh xảy ra trường hợp tương tự như vừa qua, ông Thiệu yêu cầu. Nha Trang ra thông cáo về học sinh tử vong, nhiều em khác nhập viện nghi ngộ độc. Trưa mùng 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát đi thông cáo báo chí liên quan vụ một học sinh lớp 5 tử vong, nhiều học sinh khác nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Động thái trên được thực hiện sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh lớp 5 ở phường Vĩnh Trường tử vong do ngộ độc thực phẩm. Ngay trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu đã ra văn bản về việc xử lý tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 5 để giải quyết theo thẩm quyền, thông tin công khai rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, báo chí. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang được giao khẩn trương có thông cáo về vụ việc để thông tin đến các cơ quan báo chí biết trước 12 giờ ngày 5 tháng 4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các tin giả sai sự thật về vụ việc khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định. Theo thông cáo báo chí của thành phố Nha Trang, vào khoảng 6 giờ 55 phút ngày 5 tháng 4 tại trường Tiểu học Vĩnh Trường, một em học sinh lớp 5-4 sau khi tự ăn sáng xong vào trường thì mệt ngất xỉu. Nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và gọi trung tâm cấp cứu 115. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thì đã tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Tiếp sau đó, vào khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, trường Tiểu học Vĩnh Trường phát hiện một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã tổ chức sơ cứu và chuyển 16 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 3 em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tại trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường, nhà trường phát hiện một số học sinh có triệu chứng tương tự ở trường Tiểu học Vĩnh Trường nên đã chuyển 3 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 5 em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang, 1 em vào phòng khám Đa khoa Phúc Sinh. Đến 12 giờ cùng ngày, theo báo cáo từ các ca bệnh, tình hình sức khỏe các em đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tích cực. Cũng theo thông cáo của thành phố Nha Trang, qua nắm bắt thông tin ban đầu, các em học sinh đã ăn sáng với nhiều món khác nhau tại các hàng quán và từ những người bán hàng rong bên ngoài nhà trường. Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc và đến nhà em học sinh tử vong để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.